Ba Donut nghe các bạn giới thiệu dán cái con này lên ốp điện thoại, cái Ba Donut dán lên cho hợp với cái ốp điện thoại của Ba Donut nè, các bạn thấy sao? Thì tôi sao nó thích dán đâu. Sáng nay mình làm bánh mì sandwich với lại hem. Cái hem này là white turkey, có phô mai nữa. Phô mai này nó có ớt ở trong, nó hơi cay cay nữa các bạn. Nè, ở trên nó có ớt này các bạn thấy không? Ngon lắm. Mẹ đừng bỏ ớt ở trong ta. Đây là hạt chi. Các bạn hỏi mình chế biến cái hạt chi này như thế nào thì mình ăn rất là đơn giản. Mình chỉ ngâm hạt chi với lại sữa hạt nhân này cho nó thành chi pudding, xong rồi cái mình ăn với trái cây thôi. Cái hộp này mình ăn hết rồi. Đây là lần cuối luôn á. Cái hạt chi này thì người ta khuyến cáo là nên ăn 2 tablespoon mỗi ngày. 2 tablespoon thì cũng không có nhiều đâu, các bạn ngâm với sữa đậu nành thì nó được một chén như thế này thôi. Ngâm với sữa đậu nành cũng được, sữa hạt nhân cũng được. Mình hay lộn cái sữa hạt nhân này với sữa đậu nành. Cái sữa hạt nhân này thì nó không có đường, nó không có ngọt một chút nào hết, nên nếu như các bạn chưa uống lần nào thì lần đầu tiên uống cũng hay khó uống lắm. Nhưng mà từ từ cũng quen. Đầu tiên thì mình cho hạt chi ra cái chén này. Tiếp theo thì mình cho sữa hạt nhân vô thôi. Cái sữa hạt nhân này nó cũng có nhiều loại, nó có mấy cái loại ngọt hơn nữa, nhưng mà mình thích uống không được. Đó, xong rồi khuấy lên. Khuấy đều, đợi khoảng 5-10 phút là nó nở ra nhìn giống hạt é. Trái cây để ăn với hạt chi á, thì nhà có gì mình ăn nấy thôi. Mình có blueberry nè, có raspberry nè, có dâu tây nữa. Hôm qua đi chợ mình có mua cherry nữa. Dâu tây đây. Hello các bạn, mình đang chuẩn bị đi mall. Hôm nay mình mặc đồ rất là đơn giản, thoải mái. Một cái áo thun màu trắng với lại cái chân váy hoa. Hai thứ không thể thiếu đó là kính với lại điện thoại. Hi Donut. Đây là trang phục hôm nay của Donut nè các bạn. Donut mặc quần bó, linh với lại mặc áo. Áo thun này các kiểu giống như mặc một cái áo hai dây bằng ren ở ngoài á. Con nó xinh quá à. Cô mang cái bóp cho con nít thành bánh pizza, có bánh taco nè các bạn.
kem của mẹ Hằng, cái này là kem của donut. Cái này ở dưới là kem xoài, xong ở trên nó rắc muối tahin với lại có hot sauce. Có cây me này nè các bạn, giống y chang mình làm mango nada vậy á. Nóng mà. Cái kem xoài phía dưới ngon nha. Mọi người, mình đang chuẩn bị làm bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt. Thực ra thì mình cũng không có biết làm đâu, mình nghĩ sao đó mình làm đại thôi. Ở ngoài vườn thì mình đang chuẩn bị lò than rồi. Nguyên liệu làm bánh tráng nướng thì có mỡ hành nè, rồi có trứng. Cái trứng này mình trộn với mắm ruốc với lại ớt sa tế nên nó có màu như vậy. Tại vì đem ra vườn nướng mà đem nhiều chai lọ quá thì nó lỉnh kỉnh đó, nên mình trộn sẵn cho trứng luôn. Còn cái này là trứng không, để cho donut không biết ăn cay, donut ăn cái này. Mẹ Hằng có mua xúc xích cá này nè. Xúc xích này kiểu mềm mềm như Việt Nam. Xúc xích này mẹ Hằng mua chợ Hàn Quốc. Hay xúc xích này vị cá với ở trong có phô mai nữa nè các bạn. Ở trong mới vậy nè. Mình mới lột ra để cắt sẵn đem ra ngoài vườn nướng luôn, khỏi phải lỉnh kỉnh đem ra dao rồi. Cái xúc xích này tiện cái là ăn không có cần phải dùng dao để lột ở chỗ này nè. Nó có cái dấu á. Mình chỉ cần lột cái miếng đỏ đỏ này ra là mình có thể mở cái xúc xích ra ăn được. Đó. Tiện ha các bạn ha. Ta da. Mình mới cắt xúc xích cá với phô mai ra. Mình có chuẩn bị thêm cream cheese để phết lên nè. Cream cheese mịn ngon lắm nè các bạn. Đó. Sẵn sàng hết rồi, bây giờ đem ra nướng thôi. Lửa nóng rồi, bây giờ mình bỏ cái bánh tráng lên trước nha. Chuyển ra miếng thịt. Hôm nay mẹ Hằng với ba đun nước miếng thịt ra ngoài trời. Nướng thịt nướng ăn với bánh mì nè. Thịt gà nướng nè các bạn. Đây là muối tiêu chanh. Ăn thịt bò chấm với muối tiêu chanh với bánh mì. Có chai này hôm bữa mua ở chợ Nhật, bây giờ mẹ Hằng lấy ra uống thử. Wow, ba donut nướng thịt gà ngon quá. Cái nước này cũng ngon lắm các bạn, nó thơm, mùi đào lắm, nó không có chút gì mùi của cồn hết. Cái này đồ uống có cồn mà trong nó có jelly ngon lắm các bạn ơi. Nhai nhai giống như là uống trà sữa vậy. Hôm qua đi mall mẹ Hằng có mua quà cho ba donut với donut nè.
À, nhà Donut thích chơi xếp Lego lắm. Bây giờ sẽ xếp con heo này trước. Con heo này là cái ống heo á, có thể bỏ tiền vô trong cái lỗ này nè. Còn cái xe này là cái xe Volkswagen Big. Nó là chiếc xe van, ở trong nó có ghế ngồi với lại có đầy đủ tiện nghi vậy nè, để đi picnic xa xong rồi chạy mỗi chiếc xe này thôi, trong mùa ngủ ở trên xe luôn á. Rồi vừa xếp Lego vừa coi phim, nhà đó nó đang coi cái phim này bự lắm. Cái tay ổng dơ, ổng không muốn làm dơ cái bánh. Rồi bây giờ mở thôi. Trời ơi son. Ồ, đó nó mở giỏi lắm. Cái con heo này nhỏ xíu thôi mà 200 mấy miếng. Ồ. Đây là sách hướng dẫn. Bây giờ nhà Donut đang phân loại, trước khi xếp thì lúc xếp nó dễ hơn. Đây là bên trong của cái ống heo. Một cái bộ này xếp được 3 con nè các bạn. Ồ, con này chó hả? Con này đây đó nó. Thế nè. Con này. Thế gì? Nếu mà xếp con heo thì tới trang 15. Xếp con panda thì tới trang 35. Còn xếp con chó thì tới trang 55. Nhà đó nó sẽ xếp con heo. Tại đó nó thích màu hồng mà. Sắp xong rồi. Đây là cái mặt của con heo. Xong rồi. Này có cái khe để nhét tiền nha nè. Rồi con bỏ tiền nha đi. Bánh macaron mua tuần trước, bây giờ mẹ không mới mở ra ăn thử nè. Ồ, bánh cũng đẹp ghê á. Chocolate night. Ok. Đây là trà xanh, đây là lavender, sô cô la với lại lemon. Đây mẹ Hằng ăn thử cái lavender đây. Ngon lắm các bạn. Hello các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nấu bún riêu dã chiến. Dã chiến nghĩa là có gì nấu nấy thôi chứ không có đầy đủ nguyên liệu á. Đầu tiên là mình phải có bún khô nè. Tiếp theo hôm nay bún riêu cũng xịn nè. Bún riêu có cả đậu khuôn chiên. Đậu khuôn chiên này made in USA. Bình thường mình thấy đậu khuôn chiên á, ở chợ hàng bán toàn là made in China không à. Tiếp theo là thịt heo. Thịt heo á, thì mình sử dụng thịt nạc vai. Thịt nạc vai chợ Kroger sale, hôm bữa mình mua cả tảng bự luôn á. Cái thịt này á, thì mình chia thành 3 phần. Một phần á, là nhiều mỡ, mỡ mình cắt nhỏ ra. Còn phần này thì nó có xen lẫn mỡ, mình cắt vừa vừa. Còn phần này là phần thịt mình để to, tại vì nó toàn là nạc không. Mình sẽ cho nó vào xay đầu tiên. Tiếp theo mình cho thịt này, thịt cỡ vừa.
cuối cùng là mình cho thịt cỡ nhỏ nhất. Vậy đó. Tiếp theo nữa mình có tôm nè. Mình sẽ làm bún riêu tôm thịt nên vừa có thịt vừa có tôm. Bún riêu thì không thể nào thiếu mắm tôm rồi. Đây là mắm tôm trắng của Thái, rất là ngon, vị nó giống y hệt mắm tôm Việt Nam luôn đó các bạn. Có nhiều loại mắm tôm Việt Nam bán ở chợ nhưng mà cái vị nó nhạt lắm, nó không có thơm. Nên bạn nào mà thích ăn bún riêu đúng vị á thì các bạn mua thử cái mắm tôm trắng này nha. Tiếp theo mình có hành tây và cuối cùng là cà chua. Cái thịt này thì mình đã ướp một chút muối, một chút tiêu với một chút hành tím rồi. Tại vì hôm bữa mình sơ chế thịt mình phải ướp chứ không mình bỏ vào tủ lạnh không nó hư. Bây giờ mình sẽ đem nó đi xay với lại tôm. Tôm này thì mình sẽ bóc vỏ ra. Đầu tiên mình cho phần thịt nạc mình cắt bự nhất này vô trước nha. Cái phần này ít mỡ nên mình không có cần phải cắt nhỏ. Mình bỏ vô mình xay luôn. Đó, mình sẽ xay cái thịt này cho nó nát trước. Xay một xíu là nó nát bấy vậy nè các bạn. Đừng xay nó nhuyễn như chả thì nó sẽ không có ngon đâu. Tiếp theo mình sẽ cho cái thịt mình cắt vừa và cắt nhỏ nhất vào luôn. Có lẽ là mình cho thịt cắt vừa vào trước, nhưng mà mình nghĩ là xay luôn cũng được. Cho từng bước lằng nhằng quá, bỏ qua đi. Mình sử dụng 3 con tôm thôi, tại vì tôm này nó bự lắm. Thử coi nhuyễn đủ chưa. Được rồi các bạn ơi, cái mắm tôm trắng này ngon lắm. Bạn nào mà ở nước ngoài muốn làm bún đậu mắm tôm á thì tìm cái mắm tôm này, vị nó giống hơn nè. Mình sẽ cho vào cái hỗn hợp thịt với tôm này cỡ một muỗng cà phê mắm tôm. Nó đậm đặc quá nó chịu rớt xuống. Ok, bây giờ mình sẽ đập thêm 2 quả trứng vào đây. Đây, 2 quả trứng đã nằm ở trong. Bây giờ mình đậy lại rồi mình đảo vài vòng cho nó đều. Đó, xay vài vòng cho nó đều thôi, đừng có xay nhiều quá nó nát hết. Ta-da, xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ đi đun nước để nấu bún. Mình mới cắt cà chua với hành tây. Cà chua thì mình bỏ hộp cắt thành muối, còn hành tây thì mình cắt từng miếng như thế này. Đó. Khi mà tỏi thơm rồi á thì mình sẽ cho hành tây với cà chua vào. Thơm rồi đây, bây giờ mình sẽ cho hành tây vào. Tiếp theo mình sẽ cho hết cà chua vào xào chung với hành tây và tỏi. Nghĩa là cà chua này cho vào cuối cùng thì bún sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình thích cho xào chung với lại hành tây vậy, tại vì mình thấy xào vậy nó thơm. Nếu mà các bạn thích có cà chua đẹp để bỏ vô bún ăn thì khúc cuối các bạn cắt cà chua bỏ vào sau cũng được. Mình xào sơ cà chua lên như vậy cho nó thơm, xong bây giờ mình sẽ cho một ít ớt màu vào. Để bún có màu đẹp thì mình sẽ cho vào đây một chút ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc thì màu nó đẹp thôi chứ nó không có cay các bạn. Rồi, tiếp tục xào đều. Vậy là xong, bây giờ mình sẽ cho nước dùng vào. Nước dùng này thì các bạn có thể dùng nước hầm xương heo hoặc là nước dùng gà cũng được.
Nếu mà không có cả hai thì các bạn có thể dùng nước lã cũng được. Không sao đâu, tại vì tí bỏ thịt vô nước nó cũng ngọt à. Bây giờ mình sẽ mở lửa to cho cái nồi nước dùng này nó mau sôi. Khi nào nó sôi thì mình sẽ cho đậu khuôn với lại thịt xay vào. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi nước dùng này một chút muối biển. Chút nước mắm nữa. Nước sắp sôi rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bỏ đậu khuôn vào. Mình bỏ nhiêu đây đậu khuôn thôi, còn lại mình sẽ làm món đậu khuôn sốt cà. Bây giờ mình sẽ múc riêu để cho vào. Đây, riêu, tôm thịt. Cứ cho vào tí nữa nó chín là nó nổi lên nè các bạn. Các bạn đổ hết một lần vô cũng được nữa. Bây giờ đợi thịt chín cho nó nổi lên thôi các bạn ơi. Mùi thơm quá rồi. Có một cục riêu nổi lên đây nè các bạn. Khi nào mà nó nổi lên hết thì chín hết là mình có thể nêm nếm lại rồi ăn rồi. Để mình nếm thử coi nồi bún riêu này cần thêm gia vị gì. Mình nghĩ là cần thêm một chút xíu muối, một chút xíu nước mắm với lại một chút xíu giấm nữa. Đây là giấm gạo mình sẽ cho vào. Một chút xíu thôi nha các bạn. Đó. Cho giấm vào mùi thơm hẳn các bạn. Mình cho một ít mắm tôm vào trong cái nồi này cho nó đậm đà. Hôm nay không có sẵn bún tươi nên lúc nào ăn bún cũng phải tự luộc bún khô này hết đó các bạn. Đó, mình đang luộc bún nè. Bún luộc xong thì mình xả lại với nước rồi để nó ráo như thế này nè các bạn. Nước này quá được rồi, bây giờ chúng mình chuẩn bị ăn thôi. Bún riêu giả chiến quá nhanh gọn lẹ luôn đúng không? Mấy cái này là hành ngò đông lạnh nên mình phải cho vào trước khi chan nước. Để khi mình chan nước vào á, thì nó rã đông, ăn vừa ngon luôn. Rồi giờ mình chan nước vô nha. Mình đã cho mắm tôm với lại ớt vào rồi nè. Bây giờ mình sẽ vắt một chút chanh với lại rắc một chút tiêu vô nữa. Rồi, mời các bạn nha. Cái mắm tôm này nó đặc lắm nên khi mà bỏ vô tô á, các bạn nhớ khuấy cho nó tan ra hết, không thôi bị chỗ mặn chỗ lạc. Hấp dẫn quá. Để thử miếng nước dùng. Ngon á. Thôi phải bỏ máy xuống ăn thôi. Donut chơi ở ngoài xong bây giờ vô ăn bún riêu đã quá nè các bạn ơi. Đậu phun juicy đúng không? So juicy. Cho ít miếng gà. Con khói đậu phun. Và nãy giờ con hút nước ở trong đậu phun rồi, nước to không con? Yummy, yummy.